Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán. Đối với Bình Dương, công tác giám sát phòng các loại dịch bệnh được thực hiện như thế nào? Phóng viên Thời sự BTV đã phỏng vấn nhanh bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương về vấn đề này. Thưa bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Mới đây thì Bộ Y tế có gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán. Như vậy trong dịp Tết này thì có những cái dịch bệnh nào có nguy cơ xảy ra? Theo cái Cục Y tế Dự phòng á, thì trong cái tình hình thời tiết cũng như tình hình hiện tại thì và trong cái dịp Tết á, thì nguy cơ nó xảy ra rất nhiều cái dịch bệnh mới và dịch bệnh mới nổi. Thì theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì trong tháng 12 á, thì có 10.000 ca COVID tử vong, nó tăng 43% so với cái tháng 11 năm 2023. Và có nhiều cái biến thể mới liên tục có phát triển và hiện tại thì đang có cái chủng mới là JN1, thì đây cũng là một cái chủng rất là nguy hiểm và nó đã tăng cao ở những cái nước như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng đã dự phòng trước, ngành y tế của Bình Dương cũng đã dự phòng trước và chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cũng như phối hợp các sở ban ngành để tham mưu cho ủy ban nhiều cái giải pháp, nhiều cái phương án và những kế hoạch để quyết liệt hơn trong công tác đảm bảo an toàn về y tế. Thưa bác sĩ, như vậy với những cái nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra thì ngành y tế đã có những giải pháp nào để có thể ứng phó kịp thời ạ? Khi nhận được cái chỉ thị 01 của Bộ Y tế thì chúng tôi cũng đã tổ chức các buổi tập huấn để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, khối dự phòng và khối điều trị. Và chúng tôi đã có cái kế hoạch cũng như công văn phân công cụ thể các tuyến, tuyến xã, tuyến huyện và tuyến tỉnh đối với hai tuyến là điều trị và dự phòng cũng như trong và ngoài công lập. Chúng ta phải đảm bảo trực và sẵn sàng cái công tác phục vụ cho nhân dân về y tế trong cái dịp Tết Nguyên đán, chủ động trong công tác phòng chống dịch. Đối với những cơ sở điều trị thì ngành y tế của chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị phải tập trung các nguồn thuốc, vật tư y tế và cái phương án kịch bản cũng như là dự phòng cái cơ sở vật chất khi cái dịch bệnh, nếu như cái dịch bệnh nó có bùng phát hoặc là những cái tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra hàng loạt hay là những cái sự cố về y tế. Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh thì ngoài cái sự chủ động của cơ quan chức năng thì còn có sự chung tay góp sức của người dân. Bác sĩ có những khuyến cáo gì đối với người dân tỉnh Bình Dương trong dịp Tết này ạ? Đối với công tác phòng dịch thì chúng ta phải luôn sẵn sàng và trong tâm thế chủ động, và chúng ta phải có cái ý thức trong cái công tác phòng chống dịch. Thì mỗi cá nhân của chúng ta cũng như là các cơ quan ban ngành, chúng ta phải tăng cường cái công tác truyền thông về cái những cái nguy cơ có thể dịch bùng phát và cũng như là mắc các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong cái thời tiết này và cũng như trong cái dịp xuân về. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Huỳnh Minh Chính, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã dành cho Truyền hình Bình Dương cuộc trao đổi hôm nay ạ.